Xin chào buổi tối nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ngon miệng nhé. Hôm nay nhà mình có cái món này cả nhà. Nên là quay cho cả nhà xem cho vui nhé. Cả nhà ơi, cả nhà hãy cho mình cái động lực, một cái subscribe nhé cả nhà. Một cái đăng ký kênh nhé cả nhà. Nói thật là mình mới chỉ được một nửa chặng đường thôi cả nhà, cần phải phấn đấu rất là nhiều luôn. Cho nên là rất là mong bạn bè đăng ký giúp kênh của mình với. Quay lại với buổi tối hôm nay, nhà mình ăn cái món đây cả nhà. Đây là mì lá nhé cả nhà, mì quảng mà người ta chưa cắt ra đấy cả nhà. Đây đó, đây là mì quảng, không phải là bánh ướt đâu nhé cả nhà. Ở đây hình như là người ta có phết dầu này, người ta phết dầu vào hay sao á. Mình hồi nãy mình có nếm thử rồi, mì quảng mà cắt sợi thì mình ăn thường rồi. Còn hôm nay là mì quảng lá. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình mua cả nhà. Cái ăn với mì quảng lá này cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người ăn thôi cả nhà. Nói chung là mình thích ăn như thế nào thì ăn như thế đó. Thường thường là cầm cái lát mì này chấm với những cái nước chấm mà mình yêu thích ấy. Còn mình ở đây hôm nay là mình làm nước chấm xì dầu nhé cả nhà. Xì dầu của ớt tỏi. Ở trong này là xì dầu này, ớt, tỏi, đường, bột ngọt. Với mình có vắt một tí chanh nữa cả nhà. Đó. Cái nước chấm của mình hôm nay là như thế này. Còn bạn nào mà muốn ăn, ví dụ như là muốn ăn với mắm cái chẳng hạn, thì làm mắm cái. Hoặc muốn ăn với mắm nêm thì làm mắm nêm. Đây là nước chấm nha cả nhà. Còn mình có ăn kèm theo là chả lụa. Chả lụa hay còn gọi là chả giò cả nhà. Với ở đây là dưa leo. Dưa leo mình đây mình sắc như thế này nha cả nhà. Tí nữa là mình cắt cái lát mì này xong rồi mình trộn lung tung mấy cái thứ này vào tô, thế là ăn thôi cả nhà. Đúng là lần đầu tiên mình mua cái này. Còn bữa hôm theo như gì mình nói á, có nghĩa là mì này á mình mua theo cái sự chỉ dẫn của dì. Dì kêu là mua mì lá này chấm, tức là cầm lên như thế này xé xong rồi chấm với mắm hoặc xì dầu hoặc mắm cái ăn rất là ngon, dì nói thế. Thế là hôm nay mình quyết định mình mua. Cái này làm ở thị trấn, hôm nay mình đi thị trấn mới có đấy nha cả nhà. Ở đây người ta không có làm đâu cả nhà ơi. Chỗ mình vùng sâu vùng xa, muốn ăn cái gì ngon là phải đi xa mới có được cả nhà. Nhưng mà mình không ăn chấm mà mình ăn như thế này. Tại vì có mấy đứa con nữa cả nhà, mình không thể ăn qua loa được. Nên là mình phải cho những cái thứ này để có chất cho các con ăn thôi. Đây nhé cả nhà, ăn mì ăn bún thì phải ăn bằng tô thôi cả nhà ơi. Đây có ba mẹ con thì mình sẽ cắt ba tô nhé. Đó, mình cắt như thế này thôi. Tùy theo mình thích ăn sợi dài hay sợi ngắn, cắt tùy theo sở thích nhé cả nhà. Cái này là ăn mì quảng, ăn giống như ăn mì quảng cũng được luôn nhé cả nhà. Ví dụ như là mình nấu nước lèo, nấu bằng sườn, hay là có ăn kèm theo chả cay nhỏ nhỏ đấy cả nhà, hoặc là ăn với thịt nạc mà mình xíu ấy, thịt vừa nạc vừa mỡ mà mình xíu đấy, cũng rất là ngon luôn cả nhà. Mà mình hôm nay mình ăn như thế này thôi.
ăn đúng mì quảng thôi, ăn như thế này thôi, ăn đúng mì quảng của nó là phải có bánh tráng nướng nữa cả nhà, bánh tráng nướng mà loại mỏng ấy, còn mà ăn với mì ấy cả nhà sẽ rất là ngon. Cái này là mình ăn mì lá chứ không phải là ăn mì quảng, chẳng qua mình chế như thế này thôi. Ăn mì lá là ăn cái kiểu như là cầm lên mình xé rồi ngồi chấm vậy thôi cả nhà. Theo mình nghĩ là mình ăn kiểu gì chắc cũng được luôn đó cả nhà ơi. Nó khác với mì này, nó khác với bánh ướt. Bánh ướt là nó mỏng mà nó mềm, còn cái này là nó dai dai, nó dày một tí mà nó dai dai. Chứ nữa nhiều quá thì san bên này nha, để trộn với mấy cái thứ kia sợ nó nhiều ấy, là con san nhá. Rồi đây, chứ nữa chị hai chị cắt sau. À, cái tô của con này, cái tô của mẹ từ từ đây nha cả nhà. Mình cho cái dưa leo này, đây dưa leo này thay rau sống ấy cả nhà. Mà mình thích ăn rau sống thì ăn rau sống luôn cũng được. Rồi cho vào đây đi. Rồi được rồi đó. Rồi cho cái này nữa cả nhà, tùy theo sở thích nhé. Và đây là hành phi nhé cả nhà. Đây hành phi. Ai thích ăn thì ăn, không thích ăn thì thôi nhé. Mấy đứa nhỏ này sợ nó không thích ăn hành phi đâu cả nhà ơi. Hành phi này. Xong rồi là chan xì dầu này. Chan xì dầu nha cả nhà. Xì dầu bé giả ớt nhiều quá, sợ cay lắm đó con ơi. Trời ơi. Cay với cái món ăn cơm thì được, chứ cay cái món như thế này ăn mắt ngon đấy. Xong rồi trộn như thế này cả nhà ơi. Trộn lên như thế này ăn thôi. Rồi, như thế này mình đã có một tô mì lá trộn rồi nhé cả nhà. Cái này phải gọi là tô mì lá trộn đi, mì lá trộn đi. Vì là mình trộn nó mà. Cho thêm gì vào à? Cho thêm gì vào à? Trời ơi, chắc cay lắm luôn á. Ăn phù mỡ. Đi đi đi, đi lấy giấy lau tay cho mẹ với. Xì dầu nó cho ớt nhiều quá cả nhà, giờ nó cũng sợ luôn. Biết có ăn nổi hay không đây. Mì lá này là nó béo lắm cả nhà ơi, nó không mình ăn bánh ướt đấy. Mình thấy bánh ướt người ta vẫn phi hành, người ta vẫn phết hành vào với dầu vào, nhưng mà nó cũng không có béo bằng cái mì lá, mì quảng hay là mì lá này đâu nha cả nhà. Mình thấy ăn bánh ướt cũng bình thường thôi, nhưng mà ăn cái này mình thấy ăn nó có cái vị béo ghê lắm ở nhà, thật luôn đấy. Ăn con đây này, cắt ăn đi. Đây ở nhà ăn nhá cả nhà ơi, mời cả nhà ăn nhá. Mình là pin mà bạn ạ. Sao thế?
mẹ tìm mà mẹ ơi làm vô tai nạn bên này hả, sợ ba một phần tuần trụ là bị là tụ là làm này. Mì lá chứ không phải bánh cuốn con. Mì lá à? Ừ, mì lá đây này, con cắt ra đi. Con này à, mẹ cho cháu lên trên kia ăn. Mình chỉ ăn mỡ thôi chứ mình không ăn hành. Hành phi ngon mà, con không ăn hành làm sao có mùi hành. Không ăn được thì phải làm sao. Đây là nhà đó, chị Đài ấy. Còn đây là chị út kêu là không cay cả nhà ơi. Chứ không cay thật mà, chị là mẹ ăn phi. Để mẹ thử xem nào. Mẹ về tạo mì này. Cay quá. Ôi trời ơi, cay ghê luôn á. Ai dạ, chết mặt. Trời ơi, mình sẽ chan thêm một chút xì dầu nữa cả nhà ơi, cay quá đi. Thật sự mình cũng rất là ăn cay, nhưng mà cay ăn với cơm là nó khác. Ăn cay ăn khô như thế này chết luôn á, sai lầm. Ngon lắm cả nhà ơi, đúng ngon luôn á. Cái này phải gọi là mì lá trộn. Trời ơi, bà thủ lại đỡ mà. Cô chấp bà thủ. Đây là mình hai từ dùng cả. Ngon lắm luôn cả nhà ơi. Đã sai rồi còn xưng cô đi. Thật sự rất là ngon luôn cả nhà. Ăn cái sợi mì này nó dai dai, béo béo, nó không giống như bánh ướt cả nhà ơi. Ở thị trấn đó con, ý là người ta giả nước mắm như thế này, hoặc là ngồi, tức là ngồi bẻ cái này cầm trên tay, bẻ ngồi chấm ăn thôi đó. Bà Nga nói thế, xong rồi về mẹ tự chế ra là mình ăn như thế này. Ý là mình ngồi mình xé xong rồi chấm, xé từng miếng một. Mẹ sửa lại cái câu. Ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn với ba mẹ con nhà mình nha cả nhà ơi. Trời ơi, cái này quên mất cắt này, trời ơi. Chắc ăn được tô này thôi. Nhìn thấy no rồi đấy. Làm nhiều nữa chứ. Ăn không hết còn giải quyết gì đây. Có ăn hết không mà giải quyết. Ăn đi. Ăn được bao nhiêu cứ ăn. Ngon quá. Đây là khẩu vị của con chứ mẹ chẳng thích ăn thịt heo quay đâu. Thích phải con là bảy. Con ăn cái hành phi này mới ngon nữa nè. Rồi hành phi bà ăn ngon lắm. Không ăn hành mày. Trời ơi ngon quá. Ngon không thể nào mà tả nổi luôn. Mà mẹ thấy ngon thật luôn mà. Ngon nhưng mà hơi cay. Không cay chút nào. Không cay mới lạ, tại con làm nước mắm cay quá mà. Nước chấm cay quá mà. Thì mấy mày, ăn nó là để ít nhiều vô nha con. Mà sai không vậy? Mà sai không? Sao con? Sai họa không vậy? Không biết. Đây là hiện rồi. Đó, ra này. Rồi đi nào đầm vậy? Rồi ra vậy. Thôi, mệt. Mần nó còn ngọt rồi. Anh dẫn đi đó. Thôi. Anh dẫn ạ.
Ui dạ, ngon quá. Vừa ngon mà vừa cay. Cay quá cả nhà ơi. Mình cắt dài quá, to quá. 50 tuần. Ngon quá. 50 tuần. Không được. Em gọi một tuần. Một. Thôi chắc mình xin dừng clip tại đây nhé cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ngon miệng.